Thưa quý vị và các bạn, suy tim là một trong những bệnh lý về tim mạch khá phổ biến hiện nay với tỷ lệ người mắc bệnh đang ngày càng tăng lên. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ chữa khỏi được. Bà Lê Thị Cúc năm nay 54 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên bị suy tim gần chục năm nay. Trước khi phát hiện bị bệnh suy tim, bà có triệu chứng ho và khó thở. May mắn, năm 2014, bà được các bác sĩ mổ thay van tim. Gần chục năm nay, hàng tháng, bà vẫn phải đi khám định kỳ. Tôi là đợt đi là nằm điều trị ở dưới bệnh viện đa khoa Hải Dương, tỉnh Hải Dương đó. Bắt đầu là từ năm là tôi điều trị ở trên tuyến tỉnh, ở đống phố lối. Mới lại xong là đến năm 2014 là tôi lên đây xin để mổ. Bác sĩ thay van mổ từ năm 2014. Theo các bác sĩ tim mạch, nguyên nhân gây ra các bệnh suy tim như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh động mạch vành, các bệnh về van tim, bệnh lý cơ tim, bệnh tim bẩm sinh, những người lạm dụng rượu bia, thuốc lá, các chất gây nghiện, một số thuốc điều trị ung thư. Trong đó, lứa tuổi trên 60 bị suy tim do mắc kèm các bệnh như suy thận, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành. Với nhóm 40 đến 60 tuổi, mắc suy tim thường do bệnh mạch vành. Ở lứa tuổi trẻ hơn, suy tim thường do nghiện rượu lâu ngày, do di truyền, bệnh tim bẩm sinh. Khó thở, bệnh nhân đau ngực, bệnh nhân có dấu hiệu phù chi dưới, tăng cân nặng hoặc là đôi khi là ậm ạch khó tiêu thì đấy là những dấu hiệu chúng ta cần thiết phải lưu ý. Có những cái dấu hiệu như vậy và chúng ta biết những nguyên nhân phổ biến như vậy thì chúng ta sẽ đến khám. Còn về phía người bác sĩ thì chúng ta có thể phát hiện thêm bằng ngoài cái chuyện câu chuyện bằng chúng ta thăm khám lâm sàng, những dấu hiệu gợi ý cùng với những thiết bị cơ bản như trước như cái dấu hiệu như là điện tim này, siêu âm tim và xét nghiệm máu thì chúng ta có những cái phương pháp mới hơn hoặc là những cái sàng lọc mới hơn bằng cái chất chỉ điểm sinh học thì người ta sẽ xác định bệnh nhân này có suy tim hay không. Siêu âm tim với những cái phương tiện lập trình cũng như là các cái thiết bị mới thì chúng ta sẽ chẩn đoán rõ ràng hơn. Cũng theo các bác sĩ, bệnh suy tim có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm. Với những người đã mắc cần tuân thủ điều trị thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và việc dùng thuốc sẽ giảm triệu chứng, giảm số lần nhập viện, tăng khả năng gắng sức, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Với những người chưa mắc bệnh suy tim cũng cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, tăng cường luyện tập thể thao, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện sớm các bệnh lý bất thường, trong đó có suy tim để được điều trị kịp thời.